chào quý khán giả, xin chào bà con. Một tuần nữa lại trôi qua và đúng ngày thứ bảy, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chương trình Chuyến Xe Nhân Ái, hành trình mang đến niềm vui cho những hộ nghèo thuộc tỉnh Vĩnh Long. Chúng tôi xin cảm ơn nhà hàng Famisto đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Kính thưa quý khán giả, ngày hôm nay Chuyến Xe Nhân Ái dừng chân và cùng giúp đỡ hỗ trợ cho số hoàn cảnh khó khăn ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Còn bây giờ, trước khi chúng ta gặp gỡ đại diện số gia đình, chúng ta còn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn giới thiệu về sáu hoàn cảnh. Lớn lên với mảnh vườn con sông, rồi cũng gắn bó với nơi này để mưu sinh kiếm sống, là hình ảnh của những người lao động nghèo ở vùng đất Cù Lao Đồng Phú, huyện Long Hồ. Tìm gặp anh Phạm Thanh Quang khi anh đang tất bật đắp những gốc nhãn để kịp thời hạn mà chủ vườn thuê mướn, chúng tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn của nghề nhận đất thuê, nhất là đối với anh vì cánh tay trái bị nứt xương do tai nạn trong lúc phụ hồ cách đây hơn một năm. Từ khi sức khỏe chồng suy yếu nên công việc thuê mướn cũng bấp bênh. Chị Trần Thị Kim Dào, vợ anh Quang, lại càng cố gắng nhiều hơn để đảm đương thêm một phần trách nhiệm, san sẻ gánh áo cơm đang quằn nặng trên đôi vai chồng. Thấy chồng bệnh vậy chứ xót xa lắm chị ơi, làm vợ phải lo chứ biết sao giờ, vợ kén cho con đi học chứ giờ không biết sao hết chị ơi, chứ không dám cho nó nghỉ đâu. Hiểu rằng không có vốn liếng nào quý giá hơn tri thức, nên anh Quang, chị Dào không cho phép mình từ bỏ bất cứ sự cố gắng nào để con được cấp sách đến trường. Thế nhưng, hành trình vượt khó vươn lên của gia đình sẽ còn lắm chông chênh, bởi số nợ 5 triệu đồng vay mượn để chạy chữa cho anh Quang từ nhiều năm nay vẫn còn là nỗi trăn trở khôn nguôi. Nợ nần chất chồng cũng là trở ngại lớn trên bước đường mưu sinh lập nghiệp của vợ chồng anh Nguyễn Duy Tân, ngụ ấp Phú Mỹ. Khi bao năm qua, số nợ hơn 30 triệu đồng chăn nuôi heo thua lỗ 7 năm nay, anh chị vẫn chưa có cách nào xoay sở. Em có nuôi heo bị dịch tai xanh, nó bệnh dịch tai xanh nó chết. Mình lỗ thua lỗ được 30 triệu. Mấy 30 triệu rồi giờ cũng gắt mần ăn, vợ chồng với nương náo lo mần ăn, lo cho con cái. Giờ ai chịu gì mần lấy mà cái bệnh đó thì hay, cũng hay xỉu lắm, xỉu mà cũng gắng mần. Những ngày không quần quật nơi công trình với nghề phụ xây, anh lại nhận làm nhiều công việc khác, ấp ủ ước mơ một ngày không xa có thể tự tay mình dựng lên tổ ấm vững chãi cho vợ con. Đời nghèo đang phải quằn mình trước bao sóng gió, duy chỉ có tấm lòng của người cha người mẹ vẫn là nơi nương tựa vững vàng cho những đứa con. Thế nhưng rồi đây anh Tân, chị Hiền phải xoay sở ra sao khi căn bệnh thận của anh ngày càng trở nặng. Chứng hạ canxi khiến chị ngất xỉu thường xuyên hơn, và sức khỏe của các thành viên vẫn còn là nỗi âu lo lớn, khiến chặng đường khởi nghiệp còn gặp nhiều trắc trở ở tương lai. Bệnh tật cũng là nguyên nhân khiến cái nghèo vẫn nặng mang. Dù bao năm qua, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hòa, ngụ ấp Phú Thành 3, vẫn quần quật với gánh mưu sinh để kiếm từng chén cơm manh áo. Khi mắt bên trái không còn nhìn thấy rõ vì viêm giác mạc, và căn bệnh thoát vị đĩa đệm ngày càng trở nặng, thì trong lòng anh Tâm, chồng chị Hòa lại quay quắt bao nỗi lo âu, vì công việc thuê mướn cũng thưa dần khi sức khỏe suy yếu. Từ khi em biết hai chồng mình bị bệnh, em rất là lo lắng, sợ hai chồng mình ngã xuống rồi không ai lo cho con, rồi việc học hành của nó còn dang dở, con em còn quá nhỏ. Bởi vậy vợ chồng ráng cố gắng, dù đau dù cỡ nào cũng ráng cố gắng làm ăn lo cho con. Tương lai còn đó bao nỗi lo cứ dài đằng đẵng theo năm tháng, khi một mái nhà lành lặn để tránh trú những cơn mưa nắng của cuộc đời với gia đình vẫn chưa thể thành hiện thực. Bởi không chỉ có gánh nặng về bệnh tật, mà cuộc hành trình vượt qua nghèo khó cũng vì thiếu vốn liếng đất đai mà trở nên chông chênh hơn với anh Tâm, chị Hòa. Băn khoăn trăn trở khi khởi nghiệp từ đôi bàn tay trắng cũng chính là nỗi lòng của anh Lưu Khắc Hiệp, ngụ ấp An Hưng. Ra riêng hơn chục năm trời, nhưng tài sản duy nhất của vợ chồng anh chị chỉ là căn nhà nhỏ, mái lá đã dột xiêu, cột kèo ngã nghiêng, chưa một lần thay mới. Trời nhà mưa gió dột nát dần à. Tối mưa không có chỗ ngủ. Làm hai chồng làm nay cũng mười mấy năm mà ra riêng rồi mà không có sửa được cái nhà. Tối cũng thấy cũng xót xa, lo cho con, vợ thấy cũng xót xa lắm. Thương chồng tất tả ngược xuôi, kiếm từng đồng tiền công về xoay sở trong nhà.
chị nhủ lòng phải cố gắng nhiều hơn để cán đáng những khoản chi tiêu trong nhà. Dẫu những cơn đau cứ thường xuyên hành hạ vì căn bệnh thoái hóa cột sống không có điều kiện thuốc thang, nhưng chị vẫn cần mẫn với công việc đang giỏng lưới để lo cho chồng con từng bữa cơm. Không may mắn có vợ có chồng cùng san sẻ trên bước đường mưu sinh lập nghiệp, hoàn cảnh của chị Trương Thị Thu Vân, ngụ ấp Phú Hòa 1, là một câu chuyện thấm đẫm nỗi nhọc nhằn của người mẹ đơn thân nuôi con suốt 18 năm trời. Từng lặn lội với gánh xôi bắp hay làm thuê làm mướn tới những công việc gia công tại nhà, nhưng người phụ nữ này dường như không tự nang bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền để nuôi con. Từ ngày tôi với ông xã tôi chia tay, hôm nay là mười mấy năm rồi, tôi rất là buồn và đau khổ dữ lắm. Vì con mà gắng cố gắng sống để nuôi con cho nó khôn lớn. Tại vì con nó thiếu thốn tình cha, giờ còn mẹ gắng mà nuôi cho con nó ăn học. Cực khổ tới đầu cũng gắng cho con ăn học hết. Sợ sau này con nó nghỉ học giữa chừng, con nó sẽ khổ. Thương bao giọt mồ hôi đã lặn thầm rơi xuống cho những ước mơ về tương lai con được thắp lên. Cháu Trương Hoàng Duy, con trai chị Vân, lại càng cố gắng nhiều hơn để đỡ đần cho mẹ phần nào gánh nặng. Dù căn bệnh hở van tim ba lá trước đây vẫn còn là nỗi trăn trở khôn nguôi khi gia đình không có điều kiện thăm khám. Thấy mẹ cực khổ 18 năm qua thì em thấy thương mẹ nhiều hơn. Tại vì bạn bè trong lớp ai cũng có cha hết, em cũng có, rất buồn. Em sẽ cố gắng học tập để sau này có nghề nghiệp để nuôi lại mẹ. Tương lai với biết bao ước mơ được ấp ủ từ chính những cố gắng hôm nay, dẫu hai mảnh đời vẫn chông chênh bước đi mà chưa có lấy một nơi an cư vững vàng làm điểm tựa. Nghị lực, niềm tin và hy vọng về một tương lai rộng mở hơn là tất cả hành trang của gia đình hai mẹ con chị Vân. Cũng thân cò lặn lội nuôi con, nhưng hoàn cảnh của chị Ngô Thị Nguyệt, ngụ ấp Phú Thuận 1, lại để lại trong lòng chúng tôi những nỗi day dứt nghẹn ngào. Ngày chồng đột ngột qua đời cách đây 3 năm vì căn bệnh xuất huyết não, cũng chính là lúc hai mẹ con rơi vào cảnh khốn khó vì bỗng chốc mất đi chỗ dựa tinh thần. Mái nhà ở đậu của người em gái bao năm qua đã vẹo xiêu, chưa kịp sửa sang cho lành lặn. Đến nay đành nhờ đôi tay của Phước Tấn, đứa cháu họ ở gần che chắn lại cho đỡ chịu cảnh mưa tạt gió lùa. Bao gánh nặng gia đình từ đó đổ dồn lên đôi vai người phụ nữ đã ngoài 50. Chấn thương cột sống do bị té trong một lần đi giữ giường thuê vẫn chưa kịp chữa lành. Chị Nguyệt đã dội lao vào cuộc mưu sinh kiếm từng đồng tiền công để lo ngày hai bữa cơm và chắc chiêu mua cho con từng viên thuốc để cầm cự những cơn đau do căn bệnh hẹp hở van tim hành hạ mà đến nay vẫn chưa có tiền chạy chữa. Người phụ nữ hơn nửa đời bước qua bao biến cố vẫn nén chặt vào lòng những cay đắng xót xa, chỉ giữ lại cho mình niềm tin và ý chí để mạnh mẽ đi tiếp những ngày phía trước. Dẫu còn đó bao trở ngại khó khăn, nhưng với hành trang quý báu là tình yêu thương, sự hy sinh mà người làm cha làm mẹ dành cho con cái, 6 hộ gia đình ở xã Đồng Phú, huyện Long Hồ hôm nay vẫn đang nỗ lực trên hành trình vượt khó vươn lên bằng những hướng phấn đấu riêng. Hy vọng số vốn thiết thực mà chương trình hỗ trợ ngày hôm nay sẽ là sự tiếp sức kịp thời để các hộ gia đình vững lòng bước tiếp chặng đường gian nan phía trước. Kính thưa quý khán giả, chúng ta vừa theo dõi đoạn phóng sự ngắn giới thiệu về các hoàn cảnh, và bây giờ chúng ta cùng gặp gỡ đại diện của 6 hộ gia đình. Kính thưa quý khán giả, lúc này đây có lẽ gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng để vượt qua 2 trò chơi vận động. Tuy nhiên, chúng ta dành một phút thời gian để cùng trò chuyện ngắn để xem các gia đình có sự chuẩn bị và cảm xúc của gia đình như thế nào nhé. Anh Hoàng ơi, thông tin mà Hiếu nhận được là anh đang bị nứt xương tay trái, vậy mình có đủ sức khỏe để tham gia chương trình không anh? Tay trái nó yếu, dùng cái lưng nó cũng yếu nên nó bị cập với chơi hết mình luôn. Dạ, lên tới đây rồi. Dạ. Được tham gia chương trình rồi, cố gắng. Dạ. Ngày hôm nay tại sao ảnh không tham gia chương trình mà để chị đi? Dạ, ảnh mất đi mà phụ hồ ở xa không về kịp nữa. Chị thấy anh Hoàng tay ảnh không khỏe vậy mà ảnh tự tin như vậy, rồi chị có tự tin không? Cũng có hồi hộp mà cũng gắng cố gắng. Dạ em tự tin 100%. 100%. Dạ.
Duy ơi, ngày hôm nay em đại diện gia đình tham gia chương trình. Em đến đây một mình hay có đi cùng với ai không? Dạ, có đi với mẹ em ạ. Mẹ em? Mẹ đang ở đâu? Dạ, hôm nay. Hả? Rồi bây giờ có mẹ ngồi cổ vũ nữa. Mình có muốn nói gì với mẹ mình không? Dạ, con muốn nói với mẹ là con sẽ cố gắng hết mình. Mẹ ơi, con cố gắng mẹ có vui không? À, anh Tâm ơi, tham gia chương trình này anh mong muốn điều gì? Muốn có cái số tiền cất lại ngôi nhà với chị Định cho bà xã. Chúc anh thành công nha. Chị Hoa ơi, đảm đương chuyện gia đình và ngày hôm nay tham gia chương trình, chị có tự tin không? Dạ tự tin. Chị có lo sợ mà chơi không lại mấy anh đàn ông này không? Cũng có chút chút, nhưng mà cố lên, đang đem thằng thắng về gia đình đến đây. Dạ. À Tấn ơi, được biết ngày hôm nay em thi giùm cho cô của mình đúng không? Dạ đúng rồi. Đi thi giùm vậy mình có lo sợ điều gì mà có áp lực gì không em? Dạ em cũng hồi hộp lắm mà lo lắng, mà em cũng cố gắng chơi hết mình giùm mẹ Năm em. Dạ. Ủa sao kêu cô Nguyệt là mẹ Năm? Tại hồi đó mẹ Năm em có nuôi em hồi nhỏ, tại em kêu mẹ Năm. À dạ. Em cũng muốn nhắn nhủ gì với mẹ Năm không? Mẹ Năm ơi, con sẽ chơi hết mình giùm mẹ Năm, kiếm cho mẹ Năm một số vốn về cắt nhà. Kính thưa quý khán giả, chúng ta trò chuyện ngắn để chúng ta hiểu được mỗi gia đình có những hoàn cảnh riêng, có những khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, hy vọng rằng chúng ta hãy vượt qua những khó khăn, không phân biệt là nam hay nữ, già hay trẻ, sức khỏe thế nào, mà chúng tôi muốn nhìn thấy sự nỗ lực và cố gắng của từng gia đình. Và bây giờ, không chần chờ nữa, chúng ta sẽ dẫn 6 gia đình đến với trò chơi đầu tiên. Ở trò chơi này, chỉ một người chiến thắng nhận được 10 triệu đồng. Thế nhưng, những người chơi còn lại phải vượt qua được trò chơi này mới đủ điều kiện để tham gia Bóng Rổ Logo. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi sự nỗ lực và cố gắng của những người chơi ở trò chơi đầu tiên với tên gọi Nhảy Lò Cò Tìm Bóng. Thời gian quy định là 30 giây tại vị trí xuất phát. Chúng tôi chuẩn bị sẵn một bàn cờ với những ô màu trắng và ô màu tím. Nhiệm vụ của người chơi là chúng ta phải nhảy cò cò bằng một chân duy nhất từ đầu đến cuối. Và chúng ta lấy cho mình một cái mâm bóng đó và chúng ta nhảy lò cò ngược về. Và chúng ta phải nhảy vào những ô màu tím, không được nhảy vào những ô màu trắng. Chúng ta lưu ý trên bàn cờ có những ô trừ 1 và ô cộng 1. Nếu chúng ta nhảy vào ô trừ 1 thì chúng ta sẽ trừ mất một quả bóng. Còn nếu nhảy vào ô cộng 1, chúng ta được cộng thêm một quả bóng vào. Người chơi nào có nhiều quả bóng nhất thì người ta sẽ chiến thắng. Cái đường rõ chưa? Và bây giờ, gia đình đầu tiên, gia đình Hoàng, 30 giây bắt đầu. Ba, bốn, năm, sáu cái banh, chân dài, cao ráo, nhảy chậm liền. Cái lượng cái xì cập á, nhảy yếu quá. Và xin thông báo anh đã hoàn thành trò chơi này. Và tới thời điểm này, cột mốc mà cái đường phải vượt qua đó chính là 6 trái banh. Xin chúc mừng anh Hoàng. Bây giờ thì chúng ta cùng theo dõi người chơi tiếp theo. Cố gắng nha chị Hiền. Nhảy cò cò hồi nhỏ nhảy không? 30 giây bắt đầu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên, đúng rồi, nhanh lên, đúng rồi. Quá hay, bây giờ lượt về nè, cố gắng đừng để rất nhiều bánh nha. Nhảy cho nó êm, thôi nhảy cho nó êm. Hay quá rồi, hồi nhỏ chúng tôi chơi cò nè, hay quá. Ai ai rồi. Nhảy, về. Chị ấy đã cố gắng hết sức và bước nhảy cuối cùng đã quyết định đến nỗi 1, 2, 3, 4. Cuối sao để té căng vậy? Cái giò đây nó khốn. Dạ cũng tiếc nhưng mà cũng rất vui. Rất vui, ít ra mình cũng đã hoàn thành trò chơi. Dạ. Với 4 trái banh, Hiền đã hoàn thành trò chơi này, xin chúc mừng. Chúng ta cùng theo dõi chàng trai trẻ. 30 giây bắt đầu. Quá dữ. Đường về còn nhiều trong gai. Cố lên. Đúng rồi đó, hay. 25 giây và chỉ có một trái bóng văng ra ngoài. Chúng tôi ghi nhận bạn đã nhảy vào ô cộng 1 và nhảy lại vào ô trừ 1 trên quầy.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trái banh. Kỷ lục này khá là tốt. Lúc lên ta thấy cò nhanh quá mà lúc về cò chậm dữ vậy? Dạ, để banh nó gớt. À, cũng có chiến thuật. Anh Tâm, dẫu biết rằng nhiều áp lực bởi vì người chơi trước quá hay, mình cố gắng hay hơn nha. 30 giây bắt đầu. Nhanh, nhanh, nhanh. Phạm Quy lần 1 về lại, hãy vô trắng rồi. Lần 2. Đúng 30 giây, anh hai lần nhảy vào ô trừ 1, một lần nhảy vô cộng 1, như vậy anh bị trừ một quả banh. Và bây giờ là kết quả cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, xin chúc mừng. À, tạm thời hoàn thành trò chơi rồi. Nhưng mà anh nhảy có rung không? Sao thấy anh nhảy loạn xạ ngầu quá vậy? Bị rung sợ. Rung sợ. Và bây giờ đến lượt của chị Hoa. Cố gắng nha chị. 10 trái banh hơi khó à. 30 giây bắt đầu. Quan trọng là đường về nè. Đó, quan trọng đường về. Đúng 30 giây, chị Hoa không nhảy vô bất cứ ô dấu trừ nào, mà cũng không nhảy vô ô dấu cộng luôn. Nhảy rất là đều, mỗi ô rớt một trái banh nè. Không có rớt hai trái. Và kết quả cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trái banh. Tạm thời về nhì. Nghĩ còn có khó khăn gì không chị? Dạ cũng hơi khó bị gì dạ. Không có sức mà nhảy xa quá. Là người cuối cùng, tấn cao ha, chân dài ha, đi cuối ha. 10 trái banh, 30 giây. Bắt đầu. Giọt, giọt, giọt. Hay quá. Trời, trời. À, đường về lắm gian nan. Đó, đó. Trong thời gian là 26 giây. Rất tiếc đường về của Tấn gặp nhiều trong gai gian nan quá em. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Người chiến thắng nhận được 10 triệu đồng là gia đình của Dân. Và đặc biệt là em Duy. Trời ơi, rồi hai mẹ con ôm nhau quên lấy tiền luôn rồi. Hay quá. Rồi chị có điều gì tâm sự với con trai mình không? Con trai chơi rất tốt, cố lên. Con ơi, còn dòng sao gắn cố lên. Rồi làm gì khóc vậy? Mình chiến thắng sao thì mình khóc. Cảm ơn. Chúng ta vừa theo dõi xong trò chơi đầu tiên. Và chúng tôi xin thông báo cả 6 gia đình đã vượt qua thử thách này. Và như vậy cả 6 gia đình đều đủ điều kiện tham gia vòng rút logo với đơn vị tài trợ. Còn bây giờ, trước khi theo dõi coi gia đình nào rút bản logo nào, chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Phan Thành Luận, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Phú sẽ hỗ trợ vào rút thăm này. Xin trân trọng kính mời. Xin chúc mừng khán giả Trần Thị Kim Thanh, ấp Long Hiệp, xã Long An. Xin được chúc mừng khán giả Lê Vũ Khang, số chứng minh dân 35083739. Xin chúc mừng hai khán giả. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, các hộ gia đình luôn mong ước có một số vốn để có thể làm ăn, hay là lo cho cái học hành, hoặc là sửa sang lại mái nhà. Thế nhưng từ bấy lâu nay, những ước mơ ấy vẫn chưa thực hiện được. Và ngày hôm nay hy vọng rằng 12 tấm bảng, những logo với đơn vị đồng hành tài trợ của chương trình sẽ mang đến các gia đình có cơ hội từ 10 tới 15 triệu đồng. VSK Mix 2000, khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. Famiso giúp trẻ mau tăng cân. Dĩnh Thuận, chuyên sản xuất bột thực phẩm, hương vị tuyệt vời. Phân bón UDB cọp vàng cho mùa màng bội thu. Phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. Expo sơ của thời đại mới. Famiso giúp trẻ mau tăng cân. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm. Phân bón HVB con trâu đỏ
khẳng định chất lượng phân bón Việt, Baramax âm thanh đúng nghĩa trung thực, bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tương, giảm mặn, chuyên sản xuất bột thực phẩm, hương vị tuyệt vời. Gia đình chiến thắng ở trò chơi đầu tiên đã nhận được 10 triệu đồng, có cơ hội chọn bản logo trước. Chúng ta cùng theo dõi nhé. Chào em. Hồi nãy thì khóc rồi, giờ không khóc nữa, mà giờ phải tự tin để chọn bản logo. Em nghĩ rằng với sự hỗ trợ ngày hôm nay của chương trình thì mình sẽ giải quyết được những vấn đề trong gia đình. Dạ, mẹ em nói là nếu có tiền sẽ sửa lại nhà và lo cho em học 12. Cố gắng lên. Dạ. Rồi bây giờ thì em chọn tấm bản nào? Dạ, em chọn tấm bản phân bón UDB cọc vàng. Phân bón UDB cọc vàng cho mùa màng bội thu. 13 triệu đồng. Số tiền sẽ là từ 10 tới 15 triệu đồng, mình rút 13 triệu nằm ở giữa. Mình có thấy tiếc không khi mình không rút được số tiền cao nhất? Dạ, theo em thì như đây thì cũng vui rồi. Còn một vòng nữa, chưa hết đâu, còn phải hết mình nữa nha. Dạ. Hồi nãy chơi trò chơi, có quá khó với chị không? Dạ, cũng khó bởi vì em bị bệnh thoái hóa đó, em cũng cố hết sức mình nè. Em cũng muốn rút logo được số tiền để mà về lo gia đình, giúp cho con em, của con em đi học, dạ. Lo học. Rồi bây giờ chị chọn bản nào? Dạ thôi em chọn Expo đi. Expo, show của thời đại mới, chúng ta cùng theo dõi. 14 triệu đồng. Wow. Xin được chúc mừng chị Hoa, bị hụt mất có 1 triệu rồi. Dạ. À, xin chúc mừng chị. Vì mình đã không may mắn ở trò chơi rồi. Dạ. Bây giờ thì mình rút logo. Dạ. Em có mong ước điều gì cho gia đình mình từ số tiền này không? Dạ có, em rút số tiền số vốn về cho mẹ năm em xây nhà, sửa nhà lại. Dạ. Rồi bây giờ chọn bán nào? Sữa bột dinh dưỡng Favisto bên phải. Sữa bột dinh dưỡng Favisto giúp trẻ mau tăng cân, chúng ta theo dõi. 10 triệu đồng. Hồi nãy mình tham gia trò chơi, mình thiếu may mắn, mình cũng về nhì. Rồi bây giờ rút thăm cũng không may mắn, rút các bạn thấp nhất nữa. Mà cũng thấy hơi tiếc. Cố gắng mình còn một vòng thi nữa. Dạ dạ. Một tấm bảng 13, một tấm bảng 14, một tấm bảng 10 triệu. Anh có nghĩ mình là người may mắn chọn được bảng 15 triệu không? Dạ em cũng nghĩ như vậy. Nghĩ như vậy luôn hả? Rồi bây giờ chọn tấm bảng nào? Bột giặt A3, thì anh chọn tấm trên. Bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm, chúng ta cùng theo dõi nha. Mười bốn triệu đồng. Hồi nãy chơi trò chơi thì không may mắn đúng không? Dạ. Bây giờ thì rút ra bảng 14 triệu cũng như gần như là khá cao trong số những tấm bảng được rút ra. Em cũng chúc em cũng rất mừng. Anh Hoàng ơi, mình có tự tin tìm ra cái bảng 15 triệu để về giúp đỡ cho gia đình mình không? Dạ, cố gắng em sẽ lấy cái bảng 15 triệu. 15 triệu đó, anh mong muốn làm điều gì cho gia đình mình? Nhà em giờ đang dột hết anh. Rồi em về đổ bộ cột cho vợ con ở. Bây giờ chọn tới bản nào? Phân bón đầu bò. Chúng ta cùng theo dõi phân bón Phước Hưng hiệu đầu bò, giúp nông dân làm giàu, uy tín và chất lượng. 11 triệu đồng. Mình ước mơ được 15 triệu để sửa nhà là vững chãi, mà bây giờ 11 triệu rồi, mình có buồn không? Không buồn anh, giờ có nhiều vững chãi nhiều. Bây giờ thì không phải thi thố nữa. Dạ. Mà bây giờ bình tâm chọn ra một tấm bảng mang lại điều may mắn cho gia đình mình. Bây giờ chị chọn tấm bảng nào? Hộp chuyên dần Vĩnh Thuận. Em chào Minh ba trái này. Vĩnh Thuận chuyên sản xuất bột thực phẩm hương vị tuyệt vời. Chúng ta cùng theo dõi. 10 triệu đồng. Chà. Có vẻ hơi buồn chút xíu đúng không? So với khoảng cách 15 thì 10 triệu nó thấp nhất rồi. Dạ cũng không nghĩ gì, em cũng vui, cũng được 10 triệu này cũng em cũng vui lắm. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cố gắng ở lượt chơi tiếp theo nhận thêm sự hỗ trợ cần thiết. Xin chúc mừng gia đình chị Hiền Anh Tân nhận được 10 triệu đồng. Kính thưa quý khán giả, như vậy là chúng ta vừa theo dõi 6 hộ gia đình rút những bản logo, những đơn vị đồng hành với chương trình. Rất tiếc là không gia đình nào nhận được bản 15 triệu. Hai tấm bản 15 triệu đang nằm ở nhãn hàng nào vậy? Chúng ta cùng mở ra xem. Nhãn hàng Vesca Mix 2000 khoáng bổ sung dinh dưỡng cho tôm. 12 triệu đồng. Vĩnh Thuận chuyên sản xuất bột thực phẩm hương vị tuyệt vời. 15 triệu đồng. Baramax âm thanh đúng nghĩa trung thực. 15 triệu đồng. Favisto
sữa bột dinh dưỡng giúp trẻ mau tăng cân 13 triệu đồng, phân bón HVB con trâu đỏ khẳng định chất lượng phân bón Việt 11 triệu đồng, bột giặt nhiệt A3 sạch tinh tươm 12 triệu đồng. Như vậy là chúng tôi còn 6-8 bạn. Chúng tôi sẽ phép bây giờ những quà khác ở chương trình sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một trò chơi tiếp theo để giúp các gia đình có thêm một số vốn, sự hỗ trợ hết sức cần thiết. Nhưng trước khi chúng ta theo dõi các đường tham gia trò chơi đó thì chúng ta cùng đi tìm khán giả may mắn. Xin chúc mừng khán giả Nguyễn Văn Khải, địa chỉ Long An, số chứng minh nhân dân 33068934. Nguyễn Văn O, địa chỉ ấp Long Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ, số chứng minh nhân dân 33088-1351. Xin chúc mừng hai khán giả. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, chúng ta cùng đến với trò chơi tiếp theo. Ở trò chơi này sẽ có thêm những phần quà hoặc những mệnh giá tiền 5, 10, 15 triệu đồng giúp cho cuộc sống mình ổn định hơn. Trước mắt của xã hội hình là 8 con heo, trong đó có 2 con heo màu vàng sẽ không chứa gì bên trong và 6 con heo màu đỏ sẽ chứa mệnh giá tiền 5, 10, 15 triệu hoặc là những phần quà của những đơn vị tài trợ đồng hành với chương trình. Đặt con treo lên vơi. 1, 2, 3, 4, 5. Quá hay. Một bộ mùng mền và một quạt máy. Như vậy là chị Hoa đã tham gia xong chương trình ngày hôm nay và gia đình chị đã nhận được sự hỗ trợ 14 triệu đồng. Một bộ mùng mền và một quạt máy. Xin chúc mừng gia đình mình. 1 2 3 4 5 10 triệu đồng. Và ngày hôm nay gia đình của cô Nguyệt do em Tấn là cháu của cô tham gia đã mang về cho gia đình mình số tiền là 20 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình. 1, 2, 3, 4, 5. Như vậy là tham gia chương trình tuần này, gia đình Quân Hoàng nhận được số hỗ trợ 16 triệu đồng. Xin chúc mừng. 1, 2, 3, 4, 5. Trời ơi! Một tivi xà bông khai trí và một bộ chén. Không hề có tiền từ phiếu này, có lẽ không may mắn lắm. Em cũng vui được chị nhì lo cho con cái và có truyền hình rồi cho nó coi, từ đó giờ không có truyền hình cho con coi. Dạ, tấm giới chương trình tuần này gia đình chị nhận được 10 triệu đồng, một tivi và một bộ chén. Xin chúc mừng. 1, 2, 3, 4, 5. Nếu mà con heo anh vừa đập ra có 15 triệu thì con heo này sẽ chứa quà. Còn nếu mà con heo đó 15 triệu thì anh chỉ nhận được quà thôi. Giờ có hồi hộp lắm không anh? Em rất hồi hộp. Một bếp ga và một chảo chống dính. Tham gia chương trình này gia đình anh Tâm nhận được 14 triệu đồng. Một bếp ga và một chảo chống dính. Xin chúc mừng. Ai cũng biết trong con heo đó có cái gì, nhưng mà quan trọng làm sao để con đạt được. Cố gắng nha. 4, 5, 4, 4. 1 2 3 4 5. Mười lăm triệu đồng. Tham gia chương trình này gia đình của chị Vân và em Duy là đại diện, nhận được số hỗ trợ 38 triệu đồng. Xin chúc mừng. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bà con, như vậy là chúng ta vừa theo dõi xong chương trình chuyến xe nhân ái tuần này và hy vọng rằng với sự hỗ trợ ngày hôm nay sẽ giúp cho các gia đình vơi đi phần nào những khó khăn trong cuộc sống, sẽ là một nguồn động viên tinh thần để chúng ta cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Chúng tôi sẽ cảm ơn nhãn hàng Famisto đã đồng hành với chúng tôi thực hiện chương trình này. Chúng tôi sẽ cảm ơn bà con đã dành thời gian ở đây cổ vũ chương trình. Chúng ta đừng quên và hãy luôn đồng hành với chương trình vào lúc 19:15 tối thứ bảy hàng tuần trên truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ Đình Hiếu và những người thực hiện chương trình xin chào và hẹn gặp lại. Một chuyến xe là thắp lên một niềm tin, là cho đời thêm ấm áp bao nghĩa tình. Mỗi chuyến xe là mỗi hành trình nhân ái thắp sáng tương lai. Một chuyến xe là thắp lên một ngày mai, là cho đời thêm đẹp những ngôi nhà. Một chuyến xe mang niềm vui cho bao người, hành trình nhân ái, hành trình của trái tim. You said